Our middle lane tower is under... Get out of my way! Bình nguyên vô tận. Sẵn sàng, kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Elton anh em ạ. Thì ở bản cập nhật mới nhất thì Elton được tăng sức mạnh anh em ơi. Bên cạnh các vị tướng như kiểu Arduin hay đó là Volcat, Kiều Vân thì Elton là một vị tướng đấu sĩ được tăng sức mạnh. Về Triều Vấn hay là Vốn Cát thì mình đã làm rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ làm về Elton liều đó là sau khi tăng sức mạnh. Thì Elton đó là có trở lại gọi là mạnh mẽ hay không? Hay là có chơi được hay không? Thì anh em cùng mình theo dõi nhá. Thì lời đầu tiên thì cho nơi một hạt gửi lời chúc đến toàn thể anh em. Đó là có những trận đấu thật là hấp dẫn và leo vánh, thật là thành công. Về chất tướng Elton là một vị tướng đấu sĩ khỏe và anh em có thể mang đi rừng và hoặc là mang đi được đường ta thân đều là ok cả. Thì trong trận đấu này thì mình đi ở khu vực đường rừng cũng như trình bày cụ thể dành cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng Elton để anh em có thể leo rank một cách gọi là hiệu quả nhất. Với cái bộ trang bị mà anh em có thể bắn phù và can quét tốt. Rồi, và này thì chơi luôn này, một bộ tay đài đáo này, Butterfly lái mất hai lần nhảy rồi này. Mình dí chiếc cuối vào này, xuống này, rồi một bộ tay đài đáo này và tiện xạ thủ tém địch lên bảng điểm số. Thì anh em thấy là đó là điểm mạnh, thứ nhất là né được hai tướng, thứ hai nữa là tiếp cận tướng địch cũng khá là ok. Bây giờ thì 6 giây, 5 giây nữa đó là con rồng xuất hiện thì chắc có lẽ là mình đó là sẽ lại ăn luôn, đó là con rồng này nhá, bởi vì tém mình đang có lợi thế khá là tốt. Một bổ tay đài đáo này. Ở trận đấu này thì đội hình của tém mình tích ở giao đoạn cấm tròn thì gọi là chửi nhau khá là gắt một tí. Khi mà đồng đội của tém mình á thì kiểu cấm người ta muốn tròn phạt rồi lại cấm luôn. Nên là vì thế thì gọi là pick hơi trốn một tí khi mà hai xạ thủ luôn anh em ạ. Và cái kể thì Chrissy DFP nói chung thì cũng không phải là quá xấu, nhưng mà sẽ đó là hơi khó chơi hơn một tí khi mà đội hình máu khá là dày. Có lẽ là trận đấu này thì chỉ có mình và Zena đó là ổn ổn thôi, còn lại các chất tướng khác thì máu dày quá anh em nhá. Thì về chiêu thức của vị tướng Elton thì mình sẽ phân tích gọi là cho anh em cụ thể như sau. Chiêu thứ nhất thì Elton gọi là lượt đó là theo hướng chỉ định, trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương. Chiêu một thì giúp đó là Elton sẽ cơ động hơn anh em ạ, và cũng giúp đó là Elton miễn nhiễm đấy. Đây anh em lượt đó là như thế này phạt. Thứ hai thì đó là về chiêu thứ hai á, là một chiêu quan trọng nhất nhá. Đó là ở chiêu thứ hai thì có hai dạng, ở dạng có nội tài và ở dạng không có nội tài. Tức là dạng đáo thương và tái đài đáo ấy. Thì khi ở dạng gọi là đáo thương thì đó là anh em bổ thì sẽ gây sát thương, nhưng mà lượng sát thương không đáng là báo cả, chủ yếu là ở dạng có nội tài. Thì khi ở dạng có nội tài thì bổ cái tái đài đáo, thứ nhất đó là gây sát thương vào mục tiêu, thứ hai đó là hất tung mục tiêu, thứ ba đó là giúp đó là Elton hồi phục máu. Vì thế thì cây bổ cái tay đài đáo là cực kỳ là quan trọng luôn. Và làm thế nào để tích được điểm nội tài, đó là anh em sử dụng các đòn đánh thương. Mỗi đòn đánh thương thì giúp đó là Elton có thêm một điểm, một phạt này một điểm này. Ok, và này thì sẽ bật luôn này, một điểm này, hai điểm này, ba điểm này, dí chiêu cuối này hoặc là dí chiêu cuối trúng tướng địch nhá, thì cũng sẽ đó là tăng điểm. Và phạt này bổ tay đài đáo này và tiện xạ thủ tém địch lên bảng điểm số. Tức là có hai cách tích điểm nội tài. Thứ nhất là các đòn đánh thương trúng mục tiêu 1 này, 2 này, 3 này, 4 này,
5 này đấy, bổ tài đại đáo này, đó là các đòn đánh thương trúng mục tiêu. Thứ hai nữa đó là dí chiêu cuối vào trúng tướng địch thì nó cũng sẽ gọi là kích hoạt. Ok, đó là hai cách tích điểm nội tài nhá. Thì với bổ cái tái đài đáo là quan trọng nhất anh em ạ. Đây, bổ tái đài đáo như thế này thì vừa đó là gây sát thương lớn, vừa hồi phục tốt, giúp đó là kéo rốn sẽ khỏe hơn. Nói chung nhiều khi thắng bài tài một cú gọi là bổ tái đài đáo anh em nhá. Còn về chiêu cuối của vị tướng Aron thì khi anh em kích hoạt thì Aron sẽ bay lên, đó là không trúng, đối phương không thể chọn làm mục tiêu. Và khi anh em dí vào tướng địch thì sẽ đó là bị chịu sát thương, bên cạnh đó thì giảm giáp và đạp xuống thì sẽ làm hất văng tướng địch phá đấy. Ok, thì đó là tác dụng của chiêu cuối. Chiêu cuối thì giúp anh em đuổi tướng địch, né sát thương và tiếp cận mục tiêu dễ dàng hơn. Rồi, pha này thì mình tích điểm nội tài này, 2, 3 này, 4 này, 5 này, rồi một bộ tái đài đáo này, tiếp cận bằng chiêu 1 này, lên bảng điểm số này, 5 điểm tiếp này, kích hoạt đó là chiêu cuối tránh trường hợp bị tém địch sóc đám này, quay trở lại này, bộ tái đài đáo này, hút máu này, và 1, 2 người lên bảng điểm số. Anh em thấy ok chứ? Khá là ok. Cái chiêu cuối thì thực sự đó là một chiêu rất quan trọng đối với Aron luôn. Có chiêu cuối thì anh em có quên được thủ báo. Bởi vì khi chiêu cuối thì nếu mà anh em quá nguy hiểm thì anh em bật chiêu cuối bỏ chạy. Còn nếu mà anh em ở thế tấn công thì anh em bật chiêu cuối để dí theo tướng địch. Đặc biệt là gặp những chất tướng mà kém cỡ đồng á thì Aron sẽ cực kỳ là dễ bắt luôn. Cỡ đồng thì sẽ hơi khó, bởi vì cỡ đồng thì anh em cũng biết rằng là có thể lượt né được cú đạp xuống của đó là Aron. Còn không cỡ đồng thì sẽ dễ nhá. Pha này thì mình định dí theo nhưng mà Butterfly lui về rồi. Nên là mình cũng lui về luôn, bởi vì lượng máu của mình cũng khá là thấp á. Thì đó là về chất tướng Aron. Còn về cách chơi của vị tướng này thì khá là đơn giản thôi. Anh em cứ tích điểm nội tài đến từ các đòn đánh thương, hoặc đó là dí chiêu cuối vào tướng địch, rồi sau đó xuống thì bổ cái tái đài đáo. Mấu chốt của vị tướng này vẫn là cú bổ tái đài đáo làm sao cho chuẩn, để có cái lượng sát thương tốt nhất, hồi phục tốt nhất. Còn về sự thay đổi đó là tăng sức mạnh của Aron này, thì sẽ đó là sửa, đó là lỗi chiêu cuối được miễn hoặc khống chế những vần bị ngắt nhá. Thì khi anh em gọi là tung chiêu cuối thì bây giờ được đó là, tức là không bị ngắt nữa. Trước thì anh em sẽ bị ngắt, còn bây giờ thì sẽ không bị nữa. Nên là vì thế thì Aron bây giờ anh em cứ tung chiêu cuối thoải mái luôn. Lúc trước anh em thấy vừa tung chiêu cuối phát mà nhiều khi đối phương choáng hay là gì đó ấy. Nhiều khi anh em ôi sao mà lại mất chiêu cuối té mất rồi. Còn bây giờ thì không nhá, ok rồi. Đây pha này mình tung chiêu cuối gì theo này. Đấy, ok tiếp cận này, 4 điểm, 5 điểm này, 4 điểm mình chưa bổ đâu. Và 5 điểm bổ một phát vừa hất tung, vừa gây sát thương tốt và kết liễu được. Đó là màng của gạt về tay Mendic. Nhưng mà pha này thì mình cũng hết chạy rồi. Sao thủ tế mình thì đừng chát này chứ. Cuối cùng thì cũng mất đi cái màng chấm dứt 10-10 dành cho hai bên. Rồi team bên mình thì bắt đầu gọi là chở nhau rồi anh em ạ. Nó tốt rồi. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món trang bị như sau. Đầu tiên thì sẽ lấy được rêu đi rừng. Thứ hai thì sẽ lấy đôi giày kiến cường kháng lực khống chế. Bây giờ thì mình lấy được món đô thứ ba, đó là cái thương lóng giảm giáp giảm thời gian hồi chiếu. Món đô thứ tư thì mình sẽ lấy cái thương khung kiếm, để giúp đó là Aron tránh bị tém đi sóc đám ấy. Kích hoạt thương khung kiếm phạt thì miễn thương và tốt hơn. Thứ năm thì mình sẽ lấy đó là cái huân chương trói kháng phép, bởi vì đội hình của tay mình bàn sát thương phép khá là tốt nhá. Hai nguồn sát thương phép khá là to. Và cuối cùng thì giáp phù mình để đảm bảo an toàn thôi. Rồi pha này thì tém mình thì Chrissy đã phải lên bảng điểm số, Zena cũng vậy. Mình sẽ bắt xa thủ tém địch, bắt xa thủ tém địch thì khá là dễ rồi. Mình cũng chưa cần sử dụng chiêu cuối vội, bởi vì xa thủ tém địch là chất tướng kém cỡ đồng. Lên đít mà chỉ cần mất lượt một phát rồi thì mình cứ tiếp cận và chơi thôi. Rồi Zuka này, một bổ tay đài đáo này. Zuka đâu rồi, này thì Zuka này, rồi thêm phát bổ tay đài đáo nữa này. Tay đài đáo thật tung tiếp này. À còn băng xương mình đang còn chiêu cuối này. Đây gì chiêu cuối này. Và chắc chắn đi kết liễu Zuka này. Chấm dứt này rồi. Bộ ui nó áo nháy được mình rồi. Phá đổ mà cái tái đài đáo của mình bổ trúng đó là Tú Len thì chưa biết ai ăn ai đâu. Bởi vì bổ phạt thì mình gây sát thương và mình hồi máu nữa. Nhưng mà tình huống đó thì Tú Len nó né được ấy. Sử dụng củ lối đồng và né được củ tái đài đáo của mình. Nên là vì thế anh em thấy thì bổ trúng hay không là một vấn đề ấy. Bổ trúng thì có thể đó là
áo nhảy được tướng địch, còn không bổ trúng phạt thì sẽ khá là yếu. Thì đó là về chất tướng, đó là áo gió mà mình phân tích dành cho anh em. Còn về phần đó là phù hiệu thì sẽ sử dụng bộ phù hiệu đấu khí nhá. Build đồ thì mình sẽ lên theo thiên hướng rồi là thủ khá là nhiều để tránh trường hợp bị sốc đám anh em ạ. Giao trôn thì thực tế anh em lên đám cũng được, nhưng mà đội hình của tay bên bàn thì đám to này, nó có thể sốc được mình này, rú cá này, butterfly này. Rồi kể cả lên đít cũng vậy, nên là mình sẽ lên đồ theo thiên hướng đồ thủ nhiều để tránh trường hợp sốc đám. Thứ hai nữa anh em thấy thì nhìn đội hình của tay mình không có ai bắn vào can quẹt ngoài mình cả, nên là mình chắc chắn thì phải can quẹt được rồi là tướng địch để tìm bên mình phía sau xả sát thương. Đó là hai lý do, đó là mình gọi là sử dụng đó là cái biểu đồ theo thiên hướng, gọi là tánh khá là nhiều. Cái thương khung kiếm thì theo thiên hướng đám, nhưng mà lại có khả năng miễn thương tốt khi kích hoạt nội tại. Một điểm anh em cần lưu ý khi chơi vì tướng éo rón nữa, đó là anh em sau hai phạt đánh ấy, thì phạt đánh thứ ba thì sẽ tiến vào trạng thái đột kích và cường hóa. Hai phạt đánh thương ấy, kể cả vào không trung được nhá. Đấy, ví dụ anh em thấy này, mình đánh này, một phạt này, hai phạt này. Đánh phạt này thì đột kích và cường hóa đó là tướng địch bắn trụ chơi luôn nhá. Tình huống này thì chơi luôn này, rồi có tay đài đáo này, một bộ ngon ngay anh em ạ, ăn được đó là hai màng của tém bên bàn luôn. Thế anh em thấy thì chất tướng áo gión vẫn là một chất tướng leo rank ở chúng thời điểm hiện tại thì ổn thôi. Gặp những chất tướng quá cơ động thì sẽ hơi khó nhá, ví dụ gặp hai giáp tế chẳng hạn thì sẽ hơi khó bắt đấy. Còn gặp những kiểu gión lên đít rồi các kiểu các chất tướng cơ động thì áo gión sẽ cực kỳ là thích. Với bảng ngọc thì mình sẽ sử dụng bảng ngọc 26% tốc đánh thôi. Ngọc đỏ đó là tốc đánh chỉ mang, ngọc tím tốc đánh tốc chạy, và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp anh em ạ. Đây anh em thấy một bộ tay đài đáo hồi phục khá là nhiều lượng máu và áo nhảy được tướng địch liền. Đối với áo tròn thì mình nghĩ đó là sự quay trở lại này thì cũng không phải là quá mạnh mẽ. Nếu mà gặp những chất tướng kém cỡ đồng thì anh em có thể chơi được. Còn nếu mà đội hình của tay bên bàn xà thủ như kiểu Phoenix này, rồi hai gia tế này, còn các chất tướng đi đường giữa mà cỡ đồng như kiểu Liana các kiểu, thì anh em hạn chế pick áo rón, bởi vì dẫu sao thì áo rón cũng hơi khó để có thể đó là bắt được các vị tướng đó, chứ không phải là dễ. Áo rón thì không phải là chất tướng sốc đám nhá, theo thiên hướng đấu sĩ ổn. Còn áo rón theo thiên hướng phún đám chỉ màng thì mình nghĩ là hơi khó cho anh em chết. Rồi pha này thì mình đã con là ulti. Rồi mình sẽ ulti vặt nẻ của lối điều của tú lén này. Đấy anh em thấy thì cái ulti tác dụng của vị tướng áo rón đó là giúp áo rón nẻ được và sát thương anh em ạ. Bây giờ thì tại bên mình có lợi thế rất là lớn thôi. Thứ nhất đó là được con ta thân xê giá. Thứ hai nữa thì thể lính của tại mình thì đáng rất là đẹp, có hai đường lính siêu cấp nữa rồi. Mà chất tướng của tại mình thì hai xà thủ nên là khả năng lấy trụ cũng rất là nhanh. Bây giờ thì mình sẽ lần lên chắc là tổng tấn công ừ, thì bên mình lấy được trụ rồi kia. Lấy được hai đường lính siêu cấp, cái trụ bên kia thì thể lính cũng đáng đẹp luôn anh em ạ. Thể lính ba đường đều cả ấy, mà Phoenix thì nó lấy trụ rất là nhanh. Với trận đầu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công.